Mến chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì vườn mai của bạn Nam ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Đó là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống mai ghép bên nhà vườn của bạn Nam cô chú anh chị ha. Hôm nay thì bạn Nam lên rất là nhiều loại giống luôn cô chú anh chị ha. Dảo siêu bông Sài Gòn của chú Sáu Bình Dương nè, cúc quá hồng Thanh Tú nè, cúc Thọ Hương nè, cúc cam nè, ngọc mai nè, nói chung là cũng rất là nhiều giống ha. Bên nhà vườn của bạn Nam thì cái lô này cúc vàng đế rồi cô chú anh chị ha. Để nó cũng tầm khoảng mười mấy 20 giống gì đó. Thì cô chú anh chị mình muốn mua giống nào gì mình lấy bo thì mình trong tầm giá này thì cô chú anh chị mình cũng có thể liên hệ số điện thoại của bạn Nam để bạn Nam kết bạn Zalo ha. Bạn Nam quay chụp hình nếu như mà không có trên clip ha. Thì bạn Nam cũng có thể chụp hình Zalo cho cô chú anh chị mình tham khảo, nếu mà được thì mình ủng hộ cho nhà vườn ha. Rồi không làm mất thời gian nữa, mình vào gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và Zalo luôn nha. Rồi mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai. Chờ cho cô chú anh chị mình lấy bo mình ghép hoặc là mình chơi tết 2024 nha cô chú anh chị. Rồi. Vô cái đầu tiên thôi. Cái đầu tiên là mã số 10 13. 13N nha cô chú. Rồi. Là một cây cúc hoa hồng nha. Rồi. Có mặt đồng trên cây luôn cô chú anh chị ha. Rồi hoành thân là được 21. Chiều cao là 89, hoành thân 21, tán ngang là 60. Cây này lấy nhiều bo lắm nha cô chú anh chị, dài trăm bo luôn á. Rồi cái hoa hồng giao lưu của chú anh chị mình giá là 800 nha, bao ship luôn hai bạn. Đúng rồi. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi mã số 14 N, cũng là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Rồi cúc thọ hương ha, hoành thân là 16. Ồ, cây này đủ nè cô chú anh chị. Chiều cao là 69, tán ngang là 52. Cái này mà đặt tết mà cô chú anh chị mình mua chơi cũng đặt cây luôn, bông đặt cây luôn. Rồi cái cúc hoa hương này giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 700 ha. Rồi 700.000 đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 15N là một cây cúc hoa hồng á nha cô chú anh chị. Thôi cái này cái tàn đẹp mà đế đẹp luôn cô chú anh chị ơi, đế quá trời đẹp luôn. Này về cô chú anh chị mình thay vô chậu mới ha. Rồi. Mấy bữa nay em bị cảm á, nên là hơi ho, cô chú anh chị cũng thông cảm giùm em ha. Nhiều khi trong clip cũng có ho cạch cạch đâu, cũng thông cảm ha. Rồi hoành thân là được 15. Rồi. Chiều cao là 74. Tán ngang là 80. Rồi. Rồi cái cúc hoa hồng em cũng xin giao với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 850 thôi cô anh chị. Rồi. Bao ship luôn ha bạn. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 16N. Rồi. Cũng là cúc hoa hồng luôn các bạn ha. Đúng rồi, cũng là một cây cúc hoa hồng luôn. Cây này cũng tàn cũng khá là tròn, lấy bo nhiều cô chú anh chị. Hàng này bao bo luôn á. Hoành thân là được 18. Rồi. Chiều cao 81. Tán ngang là được 89. Rồi cái cúc hoa hồng mà giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 750 nha. Rồi, 750 bao ship ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 17N cũng là một cây cúc nha cô anh chị. Cúc hoàng đế ha. Hoàng đế. Cái nụ nè cô chú anh chị thấy ghiền không? Bông to lắm cô chú anh chị. Mình ghép bo nụ lên ngon lắm cô chú anh chị. Hoành thân là được 19. Chiều cao 78. Tán ngang 56. Rồi cái mã số 17N em giao lưu cô chú anh chị nhé là 700 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 18N cũng là một cây thọ hương. Thọ hương nha cô chú anh chị. Cái này lấy bo nhiều lắm nha cô chú anh chị. Thả tàn tự nhiên ha. Hoành thân là 16. Hoành 16. Chiều cao 80. Tán ngang 79. Rồi cái cúc hoa hương mã số 18N nào cho anh chị. Giao lưu của chú anh chị giá là 750 luôn nha. Rồi bao ship luôn ha bạn. Đúng ha. Rồi. Đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 19N cũng là một cây siêu âm Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi cây này lấy bo khá luôn ha. Thả tàn tự nhiên để lấy bo ha. Sát phôi cũng lớn nữa cô chú anh chị. Nói rồi. Chung là lô này cây nào gốc cũng lớn hết trơn cô chú anh chị. Rồi lúc này quá trời ha. Luôn. Bình thân là 19. Rồi. Chiều cao 72. Tán ngang 70. Rồi. Rồi cái siêu bông Sài Gòn giao lưu cô chú anh chị mình giá là 800 nha. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 20N cũng là một cây cúc cam nha cô chú anh chị. Rồi, cúc cam ha. Đúng rồi. Có mặt hoa sẵn luôn cô chú anh chị. Này thì bông gió thôi ha. Thì bông nó không được ấy lắm. Bông khá là đẹp ha cô chú anh chị, lên màu nhìn thấy ghiền luôn á. Lấy bo nhiều, siêu nhiều luôn nha. Quỳnh Hân là 19. Cái này nó nhìn thấy màu cam thấy đã. Chiều luôn. Cao 87. Tán ngang 68. Rồi. Rồi cái mã số 20N giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 800 nha.
Rồi, đợi cây luôn ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 21N cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi. Quỳnh thân là được 20. Rồi. Chiều cao 74. Bò già lên nụ rồi cô chú anh chị thấy ghê không? 78. Ừ. Này về ghép bò nụ ngon lắm nha. Cây siêu bông Sài Gòn này giao lưu có bông trên cây ha. Chị mình ha. Giá cũng chỉ là 850 nha. Cây to lắm cô chú anh chị. 850 bao dạ. Xếp. Rồi, tiếp theo cây mã số 22N. Rồi, 22N. Cũng là một cây cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Rồi. Quỳnh thân 19. Ồ, có chùm bông nè cô chú anh chị. Chiều cao 84. Tán ngang 70. Xuất sắc cái chùm bông ha. Cây mã số 22N, cây cúc họ Hương giao lưu cô chú anh chị giá là 750 luôn nha. Thì cây mã số 22N cũng là một cây cuối clip của em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip á. Rất mong được cô chú anh chị mình thương yêu ủng hộ nha. Em xin chào và hẹn gặp lại. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.